Một bất động sản giá chỉ 600 triệu, 600 triệu với diện tích là ngang 5 sâu cho 30. Đất của chúng ta đất ở đô thị phân thổ cư nằm tại giai đoạn 4 của khu công nghiệp BKM Trơn Thành Bình Phước. Và vị trí đất chúng ta cực đẹp nha quý vị, cách đường Hồ Chí Minh chỉ 100 m ạ. Cách đường Hồ Chí Minh chỉ 100 m. Vị trí đất của chúng ta cách ngã tư giữa đường D6 này chúng ta vào chỉ 7 lô là tới vị trí đất của mình nha quý vị, chỉ 7 lô thôi ạ. Giá chỉ 600 triệu. Đất ở đô thị phân thổ cư chạy thẳng những cái trục đường này, chúng ta ra đường Hồ Chí Minh được luôn nha quý vị. Trước mắt chúng ta những cái dây điện chạy ngang ạ, là mặt tiền đường Hồ Chí Minh với lộ giới 72 m, và rẽ phải chúng ta sẽ về Long An và các tỉnh Tây Nguyên, rẽ trái chúng ta sẽ về Đồng Xoài nha quý vị. Sẽ về Đồng Xoài. Rồi, trục này chạy thẳng chúng ta sẽ ra ba trung tâm thương mại tại đường Hồ Chí Minh và chạy thẳng về nút giao giữa đường cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành tại Nhà Bích. Rồi, cái vị trí đất của chúng ta nhá, từ lô góc này di chuyển vào 7 lô đất, 35 mét thôi ạ, 40 mét đi quý vị, 40 mét đi, cực đẹp, hướng cũng cực đẹp luôn nha quý vị, hướng Tây Nam. Rồi, giáp với lại đường Hồ Chí Minh, và qua đường Hồ Chí Minh là chúng ta đã tới khu công nghiệp của BKM giai đoạn 3 rồi ạ, đã tới khu công nghiệp BKM giai đoạn 3 rồi, giá bây giờ chỉ 600 triệu quý vị, chỉ 600 triệu thôi. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu vị trí duy nhất này ngay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo, và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để có những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất tại BKM Trơn Thành Bình Phước.